Đào lên. Chịu khó thế này con. Kiến của bà Bồn với bác nói chuyện nhỏ thôi ngay. Bây giờ nhìn thì ta phải thấy hơi tự nhiên đang chờ cái đàn đó, cái giờ chờ cái con mát mình bị nhẹ về cộng tháo đó đúng không? Ừ, cho chờ cái túi rồi cái đàn sáng này nhé, kiểu đàn đó.
chị sẽ có Facebook tên tên là con sáng đấy chị. Làm lại cái cũ Facebook của chị Sa đó. Có em không? Mình nhớ rằng là Mỹ. Em lấy lại mật khẩu của tin nhắn á. À, có số điện thoại thôi là được đúng không? Ừ. Tả lắm được không? Tả lắm được không? Cục nó đẹp. Đẹp đúng không? Bình thường. Tại vì cái cây nặng một cái. Mà đây con.